còn mảnh mai lắm chứ không phải. Chồng bế vô luôn. Ba chồng bế vô luôn, xong rồi mẹ ra mừng rồi này kia, xong rồi tới chừng bữa đó là mẹ nói là gái Phương không cần ở trong buồng nữa, là ra ngồi quầy thùng tiền á. Khách tới là ai đó là cũng tiếp xúc với mình luôn. Xong tới chừng mẹ đi tiếp khách á, cái mẹ chỉ giới thiệu mọi người đó, anh dâu tôi đó, ngồi chứng hưởng luôn, không nghĩ là mẹ sẽ giới thiệu như vậy luôn. Nhưng tại sao lúc đó cô lại thay đổi ý kiến hả cô? Dạ thấy con về thấy tội quá à. Giờ mình thương nó, nếu mình không thương, thương mình chấp nhận, mình cũng phải bảo vệ cho con. Ý, thắng lại chú. Rồi, mời cô ngồi. Dạ chào. Càng ngồi đi. Dạ, xin mời cô ngồi ạ. Dạ chào khán giả. Dạ. Rất vui được chào đón mẹ chồng nàng dâu đến với chương trình. Bây giờ thì cô có thể giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết. Cô đến từ đâu? Dạ ở ấp xã Gia Hòa, ấp Thạnh Hòa. Huyện nào? Huyện Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Huyện Mỹ Xuyên. À huyện Mỹ Xuyên. Dạ dạ. Tỉnh Sóc Trăng. Dạ tỉnh Sóc Trăng. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 53 tuổi. 53. Dạ. Dạ xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ tên là Dương Đình Thảo Phương. Hiện tại năm nay 38 tuổi, làm nhân viên văn phòng. Dạ. Công việc làm ở tại Sài Gòn. Mình làm dâu của mẹ bao lâu rồi? Làm dâu của mẹ được 6 năm rồi. 6 năm rồi. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng nhìn thấy con dâu mình xuất hiện đó, mình cảm nhận con dâu như thế nào? Dạ hồi lúc hai đứa nó quen thành phố nè, thì nó trai điện về nói mẹ ơi con quen gái Phương vậy đó. Rồi chị cũng thấy hoàn cảnh con vậy, biết con mình nó có trọn vẹn nuôi mà gái không. Tới sau rồi con mình nó đi làm vậy đó, có bạn có bè, cái bỏ có con có cái bỏ dâu mình tội nghiệp. Nhưng mà lý do sao mình gặp nhau? Dạ tại hồi xưa lúc bị tai nạn á, rồi ba em mất thì em mới nghe đài á, rồi mình viết bài cảm nhận cuộc sống mình gửi về đài, rồi anh là người nghe được, rồi viết thư về làm quen. Làm quen rồi lúc đó rồi mới viết thư làm bạn nhau thôi, rồi tìm hiểu. Rồi sau này anh gọi lời thôi, lời thương nhưng mà không có nhận lời, từ chối. Rồi xong rồi anh kiên nhẫn rồi cũng giữ làm mối quan hệ bạn bè vậy đó. Rồi sau này đến khi mà gặp nhau ra trường đi làm á, thì gặp nhau rồi cái anh quyết định là ngỏ lời thêm lần nữa. Anh tiếp tục tấn công gọi là cũng chinh phục. Cái ngày đầu tiên mà gặp mẹ chồng vậy em có ngại ngùng gì không? Hồi lúc chưa về á thì chỉ có nói chuyện điện thoại, qua điện thoại thôi. Thì lúc đó là mẹ nói là khi con về quê á thì con hãy giới thiệu với mọi người á, con chỉ là con nuôi của cha mẹ. Nói tại sao con phải nói như vậy? Nói là nhiều khi là nói như vậy để lối xóm người ta đừng có dị nghị, nói này nói kia, nhưng nó không. Con ngay từ ban đầu như thế nào thì con nói thẳng con là bạn gái. Còn nếu như mà không chấp nhận con giới thiệu như vậy con không về. Thì lúc đó anh cũng rất là khó xử. Anh nói hao là thôi là em đừng về để Tết hay về nữa không. Tại vì cái dịp này là dịp đám cưới ở nhà anh, thì bà con dòng họ tới rất là đông. Dịp này em về em muốn xem cái cách của anh và gia đình cha mẹ tiếp nhận và đón nhận em như thế nào, coi phản ứng của gia đình đó với em như thế nào. Nếu như mà giai đoạn này anh không cho em về, mà giai đoạn này không vượt qua được thì chúng ta nên ngừng lại và không tiến xa hơn nhau nữa. Lúc đó mẹ với mọi người cũng khuyên, bên nhà cũng khuyên là đừng có nên đi về như vậy. Rồi sợ về quê rồi lối xóm xăm xì về pha này kia. Rồi tới chừng lúc mà nói chuyện thuyết phục được rồi đi về rồi á, mẹ nói thôi vậy tới lúc đó gái Phương về á là ở trong buồng thôi, có nghĩa là ship bánh cho mọi người bưng ra khỏi gà trước. Cái mới đặt câu hỏi, ủa tại sao phải là lại là như đúng vậy rồi. Ủa, nếu mà về thì phải cho ra gặp mọi người chứ tại sao phải giấu ở trong phòng như vậy. Cái nói với ông xã là không, nếu mà em về là em phải ra trước chứ ngồi trong buồng là em làm. Vậy mà tới chuyện về quê á, làm cha với mẹ đón, rồi xong mà cha bế ẩm vô nhà luôn. Lúc đó là còn ốm lắm, lúc đó có ba có tầm 40kg à. Còn mảnh mai lắm chứ không cha phải. Chồng bế vô luôn. Ba chồng bế vô luôn, xong rồi mẹ ra mừng rồi này kia, xong rồi tới chừng bữa đó là mẹ nói là gái Phương không cần ở trong buồng nữa, là ra ngồi quầy thùng tiền á. Khách tới là ai đó là cũng tiếp xúc với mình luôn. Xong tới chừng mẹ đi tiếp khách á, cái mẹ chỉ giới thiệu mọi người đó, anh dâu tôi đó, ngồi chứng hưởng luôn, không nghĩ là mẹ sẽ giới thiệu như vậy luôn. Nhưng tại sao lúc đó cô lại thay đổi ý kiến hả cô? Dạ thấy con về thấy tội quá à. Giờ mình thương nó, nếu mình không thương, thương mình chấp nhận, mình cũng phải bảo vệ cho con. Rồi bao lâu đó rồi mình mới đám cưới chị? Nói chung là sau khi cái lần về gặp mặt đó là cha mẹ kêu là thôi con đừng kêu bằng cô chú nữa, con kêu bằng cha với mẹ luôn đi. Cha mẹ đã chấp nhận con là con dâu rồi, con về đây là cha mẹ đã chấp nhận rồi. Lúc đó rất là ngại luôn, cha mẹ nói chuyện là xưng bằng cha mẹ không nhưng mà vẫn kêu bằng cô với chú. Rồi sau đó thì tới lúc về á, lúc xuống á thì chỉ mong cho mau để xong rồi trở lên Sài Gòn lại. Nhưng mà khi mà về đó rồi thấy tình cảm của cha mẹ rồi của em chồng đồ đối xử á, mọi người đồ rất là quý, nó rất là thương giống như người trong nhà vậy á.
Tới chừng lúc về mà bệnh rịnh mà khóc luôn. Xong mẹ cũng ra khóc rồi mẹ đưa ra tới xe rồi luôn. Rồi nhưng mà cái ngày đầu chị về làm dâu chị có lo sợ điều gì không? Không, cũng bình thường. Có gặp khó khăn gì không? Chỉ có nhiều khi ức chế là mình muốn làm gì đó mà không đi được. Tại vì cho dù về dưới quê á, có xe lăn cũng không sử dụng được. Tại vì nền đất, rồi nhà bậc tam cấp thì nhiều, không có thể lăn đi đâu được. Mỗi lần đi đâu, di chuyển đâu á là cha chồng bế, rồi em chồng bế hoặc là chồng bế. Rồi có thằng em út đi theo, cần gì là em út nó làm cho. Nhiều khi muốn phụ mẹ lặt rau làm gì đó thì bưng tới nơi. Làm xong rồi bắt đầu nhờ người bưng đem tới đó rồi múc nước cho rửa kiểu vậy. Thì đó là khó. Rồi nhiều khi về dưới là đồ của con dâu là mẹ chồng phải giặt cho luôn. Trời đất. Rồi em chồng, nhiều khi em chồng thấy vậy em chồng cũng giặt. Con dâu với chị dâu về dưới là toàn là mẹ chồng, cha chồng với em chồng đồ làm hết. Có giờ mình thử mình nấu một bữa cơm cho dạ, mẹ chồng này coi. Dạ có. Có không? Có, về dưới lúc đó em cũng bày ra mấy món nhậu làm cho mẹ, cha, rồi bà nội với cô chú bên chồng sớm tại ăn rồi nhậu. Lâu lâu á, nó về, thành phố nó về á, mừng. Có khi cái đường đi vô nhà khó lắm. Hai vợ chồng ngủ không được luôn á, đợi tới trời mưa về không biết sao dâu mình về nhà nữa. Cha em mỗi lần mà hôm mà hai vợ chồng về là cha với mẹ là không ngủ. Cứ đi vô đi ra thấp thỏm lo. Tới chừng mà châu dâu về tới nhà rồi là cha chồng chạy ra bế dâu vô. Xong rồi bắt đầu là lôi rượu với lôi mời ra rủ dâu nhậu. Dễ thương quá. Nhưng mà hai mẹ con mình là hợp nhau nhất điểm gì chị? Con mẹ nói thì con dâu nó về nhà để nó hỏi con về tới con thích ăn gì mẹ làm cho con ăn. Về quê không thích với mẹ vịt chiên ngon quá mẹ chiên con ăn. Mẹ ơi mà mẹ mua dừa nước con ăn đi. Chỉ bắp mà chứ không có gì quý vậy dạ. Đó về thích ăn gì đó, thì mẹ làm gì cho con ăn. Ở nhà không có thì đi mua. Còn chị thấy mình hợp với mẹ điểm gì? Thì kiểu lâu lâu về dưới là ăn uống rồi mẹ con nói chuyện giỡn nhau. Thực ra là về dưới thời gian rất là ít, mẹ con cũng không có tâm sự gì nhiều. Nên là chủ yếu là gặp nhau trong bữa cơm và ăn uống với cô chú bác này kia. Thường là dân Mỹ Xuyên á dạ. Là văn nghệ dữ lắm luôn á. Dạ. Đúng không cô? Dạ, dạ đúng rồi. Đám tiệc anh nói là em nhớ là có một lần là em giật mình em ngỡ ngàng luôn. Có nghĩa là lúc mà trên bàn nhậu á là cha rủ em uống nhiệt tình. Xong người nào cũng kêu cụng ly ly di. Xong mẹ đương làm rồi ăn dưới bếp nè. Mẹ bay lên cái dèo khoan dừng lại vô một câu giọng cổ liền. Có nghĩa là cái giọng cổ, cái câu giọng cổ đó có nghĩa là ngưng lại để tôi uống thế dâu gái phương gì. Trời đó. Trời ơi vô một câu rất là ngọt luôn. Giọng của mẹ hát bài con gái của mẹ ngọt lắm luôn. Trời ơi làm thử một câu đi cô. Tặng cho khán giả với tiếng đàn đây một câu là gái của mẹ đi. Mẹ ơi thân gái mười hai bên nước, biết món nào trong biết sông nào được quy cuối ai mai một ngày con xuất gia theo chồng. Vậy như thôi hả? Trời ơi, giọng cũng lạnh lót Thanh Kim Huệ chứ bộ. Giọng mót o luôn á, không có giỡn đâu. Thật sự nói thì mẹ chồng cũng dễ thương lắm á. Hai mẹ con mình có cái kỷ niệm nào mà với nhau đáng nhớ chưa? Có một lần đó với một lần vừa rồi là hồi vừa rồi á, mới về hồi tháng rồi là năm giáp năm của cha. Nhưng mà đến lúc mà xong mà đưa ra chờ xe tới á thì mấy mẹ con lôi máy chụp hình ra selfie. Trời. Mẹ cũng cu te dữ lắm. Xong rồi selfie giơ máy lên rồi mẹ hôn dâu cái chụp. Trời giật mình ngỡ ngàng luôn. Lúc đó mẹ làm lại, mẹ cũng giơ máy lên làm lại, mẹ làm lại cho mấy cái luôn cho má. Nói chung là cái cảm giác đó lần đầu tiên mà mẹ chồng hôn dâu á. Mọi người nhìn rồi ông xã đứng đó kiểu. Đó là con người rất là tình cảm. Dạ. Vấn đề là giữa em với mẹ có một sự xa cách là ít gặp với nhau. Dạ. Nhưng mà vậy thì giữa hai mẹ con có điểm nào đó mà chưa hợp nhau không? Có. Giống như hồi trước á là đi làm thì văn phòng cũng có nhiều lúc thời gian rảnh á, cũng coi online rồi coi món này món kia. Tại vì cũng nhớ là mỗi lần về dưới nhà là thấy gói không được ấy, rồi chỉ thấy chiếu này kia, thấy mùng này kia, rồi cũng mua gỡ về mà về mỗi lần về không thấy mẹ xài, toàn cắt trong tủ không à. Rồi Tết đó mua bộ ấm trà để cho mẹ để trên bàn khách để tiếp khách này, này kia. Nhưng mà về cũng không thấy luôn, thấy bộ ấm trà nào á chứ không thấy bộ ấm trà. Sao không xài, tiết kiệm. Tết mới đem ra chứ. Người dưới quê hay vậy chú. Để ngoài thì sợ nó bụi. Đúng nó rồi. Lắm. Dạ. Tết chỉ mình đem ra chưng thôi. Tặng bộ đồ nào không có mặc sợ nó cũ.
lâu lâu mới mặc lần. Về nói mẹ hoài, mấy đồng cũ cũ mẹ gom bỏ đi rồi sắm từ từ những cái mới. Nên nhiều khi thấy cũng buồn, không có. Nên là sau này cũng ít có mua sắm nữa, tại vì mua sắm cho mẹ. Có bao giờ mà con dâu nó vô tình nó làm điều gì mà mình thấy cảm giác buồn vì con dâu không cô? Dạ không có. Dạ giờ còn thương hơn nữa. Bị hồi trước á, về á, tới thì vợ chồng ra mừng rồi mà có vợ có chồng mừng, cha về cha ẩm vô, giờ về con dâu về mà cha nó mất rồi không có ai ẩm vô, vậy bà chồng đâu có ẩm nổi đâu. Tội nghiệp ông già nha. Thật sự anh cứ tưởng tượng mà cái cảnh mà cha chồng mà bế con dâu đó, thấy thương làm sao á. Cha mất lâu chưa? Dạ năm rồi. Giáp năm. Một năm nữa cô hả? Dạ giáp năm. Cô có định lên ở với anh chị luôn không? Chắc mà bị dưới quê mình còn nhà rồi với chăn nuôi nữa. Rủ mẹ đi khó lắm. Đợt hồi lúc mà cha còn á thì mẹ nói bỏ cha mẹ dưới không ai lo. Rồi tới giờ cha mất rồi rủ lên á, giống như bữa nay nè. Mẹ định là bữa nay xong, tham gia xong là đặt vé xe về liền. Nói ủa mẹ lâu lâu lên với con cháu chơi một bữa. Chứ mẹ đi về liền như sao cái đúng mẹ. Đúng rồi, lên ở với con dâu tối nay hai. Mẹ chồng nàng dâu ngủ chung bữa đi. Nhậu bữa trên Sài Gòn. Nhậu bữa đi. Anh nha. Nói phải rồi, nó điện về mẹ, mẹ đi tranh thủ. Mẹ mua giùm cho con chục lít rượu nếp mà đừng mua gì hết. Có bao giờ mình tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng không? Dạ chưa bao giờ, nhưng mà hình như em biết cái âm mưu của mọi người dành cho mẹ vào Tết năm nay à. Có nghĩa là không, tại vì không biết ngày của mẹ là ngày nào, nên sẽ chọn là cột mốc là Tết năm nay á, mấy chị em về đông đủ sẽ làm cái gì đó để cho mẹ có gọi là niềm vui. Rồi còn một cái vấn đề rất là lớn nữa là hai vợ chồng mình lấy nhau 6 năm rồi mà có dự định là bao giờ sẽ có cháu cho mẹ chưa? Thực ra là hai chồng không có cử. Nhưng mà vấn đề là hai chồng cũng nói là tại duyên con cái nó chưa tới. Mặc dù là cũng trông cũng nôn nhưng mà chưa có thì cũng... Bây giờ khoa học y học tiến bộ rồi, hai chồng nên đi khám bác sĩ đi, để bác sĩ tư vấn cho. Tại vì cái tuổi cũng lớn rồi đó em. Nếu mà để lớn tuổi quá thì sinh cũng không tốt đâu ha. À, nên đến bác sĩ để thăm khám. Thì nếu mà được cái điều đó là cái điều mà mong mỏi nhất của em. Là một món quà mà gọi là cái lời cảm ơn của em dành cho mẹ. Khi mà đã mẹ đã, cha mẹ đôi bên đã tác hợp cho hai đứa thì cũng mong có một đứa cháu để cho ông bà mừng, đó là điều mong mỏi lớn nhất. Để xem ông xã em nói gì trong ngày hôm nay nha. Thật ra thì trong 6 năm qua thì giữa mẹ chồng và nàng dâu thì chưa bao giờ xảy ra chuyện vui buồn hay giận hờn gì hết. Rất là yêu thương vợ con, thì vợ con cũng rất là trong quý mẹ, con cũng cảm thấy rất mừng về điều đó. Mà có lẽ có một điều là có thể là do mẹ chồng và nàng dâu thì không ở gần nhau, cho nên chưa có cái sự cởi mở giữa hai người. Mà không sao, hy vọng là qua chương trình này thì mẹ và vợ con sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Không hiểu nhau nhiều đâu. Bây giờ mình tạo cách nào đó, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Hôm nay đến đây chị có mong muốn ở mẹ điều gì không? Cũng mong muốn là mẹ con có được cái sự cởi mở với nhau nhiều hơn. Có điều gì đó thì mẹ con cứ thoải mái tâm sự, chia sẻ, góp ý với nhau, để mà không có khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu, mà giống như là mẹ của con chứ không phải là mẹ chồng của con nữa. Cô có mong muốn điều gì con dâu mình không? Em mong muốn con dâu mình á, vợ chồng được hạnh phúc với mình, nhường nhịn với nhau để sống cho có con có cái rồi đặng hạnh phúc với nhau, đặng mình cho nó phấn khởi với vợ chồng đó. Anh nghĩ thế này nha, mẹ em là người cũng nhút nhát, cũng ít có giao tiếp nhiều nên cũng ngại ngùng, chứ thật sự đây là con người rất tình cảm, cũng rất thương con dâu. Em thì hơi lanh chút xíu, có thể mình sẽ là người chủ động. Gọi là chủ động hết, để trao đổi với mẹ, tâm sự với mẹ, chia sẻ với mẹ. Chính em là người phải là chủ động hết tất cả mọi thứ. Theo anh là như vậy. Cảm ơn cô rất là nhiều nha. Cảm ơn nghe tặng lời về thăm. Cảm ơn khán giả Mỹ Xuyên Sóc Trăng ha. Dạ. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Như lúc mà con đi sanh thì mẹ không có chăm, tại vì mẹ bận em nhỏ với công việc ở nhà. Nhưng mà cũng thấy người ta có mẹ chồng, mẹ ruột rồi mình không có ai, có chồng cũng buồn. Ta nói tới đó mình mới đứt ruột đó anh Linh. Cưới con dâu về nó sanh cháu nội cho mình.
mà mình không có vô nhà thương mình chăm sóc cái đêm nào ngủ với dâu đó, mình thì tối mình thức đêm có được, nói thiệt. Cái giếng nước á mà bỏ một cái rồi người ta không có xài người ta la, rồi thêm có thằng nhỏ ở nhà nữa, mà con dâu sanh mổ mà chỉ có hai vợ chồng thôi, nó mổ nhỏ vậy thôi nó bị nhiễm trùng. Trời. Rồi phải đem con về dưới rồi nó trở lên nó mổ tiếp tục lần thứ hai, có đau lòng xót dạ. Đẹp gái. Dạ chào chị. Dạ xin mời cô ạ. À. Rồi xin mời cô ngồi ạ. À. À, trời ơi, cho xin bắt tay anh, trời ơi, nhờ cái rinh này mới gặp anh, mới được dần tình nhìn tận mặt nè. Chứ coi tivi không mà. Giống tivi không? Rồi á hả, suốt cuộc đời của người tới chết mà ao ước gặp vậy mà cũng không gặp được nữa đó con. Dạ. Con cũng vậy nữa đó. Cảm ơn. Như ba cô giờ ổng muốn gặp Lệ Thủy nè với Thanh Kim Huệ. Ổng mê lắm mà tới chết ổng chưa gặp được nữa. Cô cũng rất thích với chương trình này hả mấy chị, mấy anh, mấy cô. Chương trình này hay lắm luôn á, thiệt luôn á. Bây giờ mình giới thiệu cho mọi người cũng biết đi, cô tên là gì? À, tên Ngô Thị Nhanh, tỉnh Long An, nay 50. 50 hả? Rồi mình 50. Làm công việc là trồng rau hả? Trồng rau với nhà có giếng nước đó, rồi cho cung cấp cho bà con xài, rồi mình trồng rau, trồng cải và mình ăn rau sạch đó. Vậy đâu biết ai nông dân đâu, đẹp dạ, quá đẹp ha. Quá. Rồi. Dạ. Dạ, anh chào Yến, chào Lê Lộc, chào quý khán giả. Con xin tự giới thiệu, con tên là Danh Thị Diễm Phúc, năm nay con 28 tuổi, con làm dâu của mẹ được 3 năm rồi. À. Mình có mấy cháu rồi? Một bé được 16 tháng rồi, à. Bé gái. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng thấy cô con dâu mình xuất hiện á, thì mẹ chồng đánh giá gì cô con dâu này? Đấy, quen cũng là đứa này là đứa thứ ba đó, dẫn về mấy cô kia cao ráo rồi cũng lịch sự. Mà dâu này đẹp mà tướng thì nó tròn tròn tròn, nó hơi lùn hơn con trai mình tí. Thì mình đi đám cưới mà ai cũng nói trời ơi sao mà chú rể đẹp quá mà sao cô dâu sao mà xấu quá. Vì mà nói với con trai mình nói con á, cưới vợ á, con lựa coi đẹp đẹp được được một chút. Mà con lựa thì con chịu nha, tại vì cái tương lai của con ở là tới già, đúng rồi, tới chết. Còn nếu mà mẹ lựa, mẹ phải lựa tròn trịa như Ly Lộc vậy đó. Dạ. Nhưng mà cô dâu này về rồi cô ưng bụng không? Về thì thấy cũng dễ thương mà ít nói quá. Dạ. Mình thì mình nói chuyện quá trời. Nhát sao? Mình muốn dâu mình á, nó về nó tâm sự, nó nói chuyện với mình. Dạ. Nhưng mà con dâu về có ấn tượng gì với mẹ chồng không? Có. Trước khi về chồng cũng hù là nói chồng mẹ khó lắm, mẹ biết như biết câu bối, mẹ nhìn cái là mẹ biết người đó sao sao mình cũng lo. Để xong cái gặp thì thấy mẹ cũng vui vẻ cởi mở, nhưng mẹ hỏi quá trời hỏi luôn. Vui mà. Nhà mình có thờ Phật, lâu lâu về á thì nó mua trái cây đem lên bàn thờ, nó cúng xong đem xuống cho mẹ. Dạ. Mẹ ấy là con để nó lát mẹ ăn. Có nó mua trái cây thiệt. Bỏ tủ lạnh không nói gì ra trưng mình không dám ăn. Không biết nó mua rồi lát nó có đem đi không, tại vì cưới xong rồi ở nhà trọ á. Cưới thì mình lo cưới một lần cưới rồi đàng hoàng rồi, nhưng mà tự hai chồng nó lập ra là nó mở cái shop quần áo nó bán, mình hoàn toàn mình không biết. Tới chừng nó mở cái shop quần áo nó bán rồi nó mới nói mẹ ơi nay con khai trương, nó quần áo treo đồ đẹp quá trời. Mình thì nhấn nha nhấn nhảnh, con cái này mẹ mặc vừa không, mẹ ơi mẹ bự nó mày mặc không vừa đâu, cái dép đẹp quá con, mẹ mà mang thứ cái vừa. Con chân mẹ bự nó mang không vừa đâu. Mình nói trong bụng, nó nói mẹ mẹ bận cái dừa không, mẹ lấy bận mình cũng vui lòng nữa. Mà nếu mà bận dừa á ha, thì mình lát mình cũng nhát nhát cho con mình chút đỉnh, chứ mình con mới bán mà không lẽ mình lấy mình bận. Đúng rồi. Kỳ vậy. Nhưng mà nó không có nói. Cái đó cũng là thiếu sót của con, tại vì con không có, cũng như con nhìn thấy dáng thì mình bán quần áo mình biết như dáng cỡ nào, như ký mình nhìn mình biết rồi, cho nên mình nói luôn miệng mình nói là mình không có suy nghĩ. À mẹ thử mẹ nếu vừa mẹ lấy mẹ mặc con tặng coi, mẹ. Coi mẹ mặc cái vừa không mẹ. Nhưng mà hồi nào giờ có tặng cho mẹ cái bộ quần áo nào chưa? Quần áo thì có mua nhưng mà chưa có tặng. Như mua trên đặt trên mạng á, mình về mình thấy mình xấu quá mình không có dám tặng. Rồi cái đồ mình bán á là cái đồ cho giới thật, trẻ. Giới trẻ đúng rồi, tuổi teen không. Nhưng à. Mẹ mặc vừa thì tặng mẹ luôn đi. Không có vừa. Mẹ mốt có kinh nghiệm dạ, nha. Dạ. Cực khổ gian nan cưới con dâu về cái thời gian ở tưởng đâu nó im ấm mừng ai về đâu buồn nghĩ sách vỏ đồ đi. Trời ơi mẹ chồng phải chạy theo dâu. Ủa con đâu vậy con đi vô với mẹ con đâu vậy? Nó con về nhà con. Trời ơi con đi về nhà con mà xe cổ đâu rồi tí. Trời ơi con bỏ con đi vậy ta cười chết. Con giận gì con nói với mẹ nè. Rồi mẹ la nó cho. Rồi cái nó nói mẹ vô mà hỏi con trai mẹ. Rồi khi vô mới hỏi con trai mẹ nó ai biết đâu. Rồi được thôi. Bữa đó tối thứ bảy chồng con á mới đi nhậu mà nói dối con lắm, như là bữa đó cái anh á anh bị tai nạn đi vô bệnh viện chăm sóc ảnh, cái con gọi điện thoại mà cái điện thoại bỏ trong túi quần nó cấn á, nó nghe gheo mà không biết á, cái nghe hắn hát karaoke đang nhậu chổng á, rồi buồn vui gì cái bắt đầu lên Facebook nó nói buồn quá này kia nọ cái mấy gì nó bển á,
mấy coi trên Facebook á, mấy gì nó mới nói chị vợ thằng tí cái gì vợ chồng á nói chứ cái gì cũng để lên Facebook buồn vậy. Nhưng mà hai người có hợp nhau gì không? Mình thì mình nói nhiều, mình muốn nói gì với dâu cái đầu nó ít nói với mình. Tức là mẹ con nói nhiều hơn con đúng không? Đúng rồi, mẹ nói nãy giờ. Cái này là không hợp nè. Còn hợp chuyện gì nữa? Hợp như hai mẹ con đều thích làm đẹp. Thích làm đẹp. Đúng rồi, thích đi làm tóc, làm móng gì đó. Chuyện chăm sóc em bé rồi hai mẹ con mình có hợp nhau không? Như lúc mà con đi sanh á thì mẹ không có chăm. Tại lúc mẹ bận em nhỏ với công việc ở nhà. Nhưng mà cũng thấy người ta có mẹ chồng, mẹ ruột rồi mình không có ai, có chồng cũng buồn. Ta nói tới đó mình mới đứt ruột đó anh Linh. Cưới con dâu về nó sanh cháu nội cho mình. Mà mình không có vô nhà thương, mình chăm sóc cái đêm nào ngủ với dâu đó. Mình thì tối mình thức đêm có được, nói thiệt. Cái giếng nước á, mà bỏ một cái rồi người ta không có xài người ta la. Rồi thêm có thằng nhỏ ở nhà nữa. Mà con dâu sanh mổ mà chỉ có hai vợ chồng thôi. Nó mổ nhỏ vậy thôi, nó bị nhiễm trùng. Trời. Rồi phải đem con về dưới rồi nó trở lên, nó mổ tiếp tục lần thứ hai. Có đau lòng xót dạ. Đêm đó con suy nghĩ sao? Buồn nhiều, tại vì lúc mà ở bệnh viện á, có một mình chồng đem con về á, thấy tủi thân. Lúc đó mẹ em đâu? Mẹ không lên. Chỉ ở dưới quê mà gặp chỉ bị lãng tai nữa. Mình khờ chỉ còn khờ hơn nữa. Nói chung là thằng con trai của mình nghe là rất là tuyệt vời. Lúc đó chồng chăm sóc chu đáo. Chăm sóc chu đáo từ mẹ tới con. Mình cũng có lên chứ không phải không lên. Nhưng mà lên được có vài tiếng đồng hồ là mình lo mình về nhà rồi. Mẹ không có lo được con trong cái lúc con sanh đẻ, đáng ra mẹ phải gần gũi với con, mẹ lo cho con với cháu nội mẹ mà mẹ không có lo được. Với lại cái dàn cưới cho cũng hơi ít, mốt mẹ bán được miếng đất nào mẹ sẽ bù đắp vô cho con nhiều hơn. Rồi mẹ cho cái số vốn nó hai chồng làm ăn cho nó phát triển lên. Hai chồng nó giỏi lắm anh Linh. Rồi có tự giờ động là ra. Con về rồi nấu nướng rồi ăn chung với mẹ chồng rồi vui con không? Dũng lắm, con nấu không có ngon. Cha con nấu ngon, mẹ nấu ngon, ai trời cũng nấu ngon hết trơn. Ngủ vậy là bắt đầu là con ơi con ăn đi con, là đồ ăn có sẵn. Mẹ nấu sẵn rồi. Hết trơn rồi. Chén kia mẹ cũng rửa nữa. Cái chén con rửa mà. Rồi làm dâu sướng vậy đó. Trời ơi cưng cực kỳ, không có làm gì. Thôi con để lát mẹ làm. Mà mẹ nói con vậy. Thí dụ đi con nói chuyện với chồng á thì ngọt ngào, đàn ông phải chịu ngọt lắm. Như mẹ với cha lúc nào cũng anh em, dù có giận cũng anh em. Thí dụ nó lớn tiếng thôi mình nín, chứ đừng có cãi. Hay với lại con nói chuyện phải cho nó ngọt ngào, dù khi chuyện giận nhau cái tí kêu mày tao, mình nghe mình buồn lắm luôn. Mà hôm nay mẹ chưa nói, bây giờ sẵn có chương trình này mẹ nói với con vậy. Thôi bây giờ con đừng có kêu mày tao rồi đó. Nhưng mà giận quá cái không có kiểm soát được lời nói của mình á. Tặng cho mẹ thì con muốn mua gì con tặng cho mẹ thì con tặng, chứ con đừng có mà nó kêu anh Danh, con mình tên Danh. Tại vì con không biết chạy xe mà muốn mua gì cũng phải kêu chồng chở đi chứ. Thì chồng chở về nhưng mà con nói mẹ con mua nè, con tặng mẹ, trời quý lắm à. Còn có mình muốn là dâu mình á, mình gọi điện thân thoại. Thân thiện, mình muốn thân thiện. Mình gọi điện thoại mình nhớ, mình muốn nói chuyện nó quá trời, hỏi thăm này kia nọ. Nó nghe nó một hai câu rồi dù khi nó không nghe, nó chờ thằng kia về điện thoại lại nói chuyện. Mà nhưng mà mình muốn nói chuyện với dâu. Đúng rồi. Nhưng con cũng ngại á, nói với mẹ cũng không biết nói gì giờ, hỏi thăm mẹ ăn cơm này kia chứ còn lại con cũng không biết nói gì thêm. Mẹ đó mở lòng như thế. Nhìn có một cái khoảng cách nào đó giữa hai mẹ con mình không? Chắc tự mình tạo ra cái khoảng cách đó. Chính xác đó. Vì sao? Hơi xa lạ chút xíu vậy. Mẹ chồng thì rất là gọi là nhiệt tình. Tại sao? Là... Anh em kể anh nghe, nhiều khi thương con lại ôm hung, nhiều khi nó vui cho hung, còn buồn nó né anh không cho hung. Nó ngại, con không có quen. Tại đó giờ mẹ mình cũng được hoài luôn đó, nhiều khi nó vui. Trời đất ơi, buồn hết sức vậy đó. Bây giờ con muốn nói gì mẹ trong ngày hôm nay con nói đi. Mẹ cho phép không? Trời, thoải mái được con. Bắt đầu. Nhưng trước tiên thì con xin lỗi mẹ. Thì lúc này hai chồng con giận nhau mà con có lớn tiếng với mẹ. Trước sau nó là con cũng cảm ơn vì mẹ lặn lội đường xá xa xôi để về dưới rước con lên. Nên mẹ cũng không giống như những người mẹ ngày xưa mà khó khăn. Mẹ đâu này có kia. Mẹ này để cho con nói con. Thì nói đi, con nói đi. Con cũng muốn mẹ là dành thời gian nhiều hơn cho cháu. Mẹ ghi mẹ ít chơi với nó, thấy nó tội nghiệp. Nó không có mến mẹ. Đúng rồi. Biết sao không? Mình con nít á, mình thương nó, mình lỡ mình hung, mình đựng nó chút xíu thôi à. Đi kiếm chuyện tưới rau tưới cải rồi giữ đồ này kia nọ, nó chạy theo mình, chạy theo có rỗi. Mà nhiều khi nó gửi thì cũng rầu lắm á, không biết quậy sữa. Trời ơi, mới có một đứa mà bà nội chạy theo không xong, bà nội kêu đẻ nữa rồi ai chạy theo. Thì giờ ao ước cho nó, ví dụ ơi sanh thì sanh thêm thằng trai nữa rồi nghĩ cũng được. Sanh nó khổ cho nó khổ. Chứ mẹ có cái tính là hay nhằn, như nhằn cha, như không như bữa ăn gia đình á. Mẹ đôi khi mẹ đừng có nhằn gì giống như mất vui á, ăn cũng không có ngon nữa.
mình ăn hiếp chồng dữ lắm. Đúng rồi, mẹ hơi khó, mẹ hơi la lắm. Nấu ăn á, thì phải cho đâu ra đó đàng hoàng, nêm nếm phải cho nó tới bến, ăn phải cho nó nóng. Ông nấu cho mình ăn đó, nhưng mà không vừa ý thì mình hay nói, mà không phải nói mẹ lần nói, nói ba bốn lần nằm nói lần ông sợ không nghe. Không, mẹ mới... phải nói hai ba lần mới mốt anh đừng làm vậy nữa, đừng nấu nấu ăn phải nóng hổi lên. Ông lấy cái đó đó, cái tô bánh canh đó, ông mới đi đụng lại nóng, ông đưa bưng lại cho mình ăn. Xong rồi nói nữa. Rồi nói nữa ăn còn nói nữa. Bởi vì mẹ hay nhằn á. Cái nữa là mẹ hay cuối tuần á, cha về nghỉ ngơi, mẹ cha về cuối tuần thì cha đi làm một tuần về có hai lần à, tối thứ tư với ngày chủ nhật. Về thì mẹ hay sắp xếp công việc cho cha làm cái tội nghiệp á. Ở nhà mình là bà phụ nữ rồi cái ống nước mình tưới cây mình thấy nó không dễ thì phải kêu ông làm, rồi cái dây điện thấy nó kỳ kỳ quá kêu sửa lại. Mẹ bớt đi làm đẹp lại. Hồi nhớ là lúc mà con cỏ nhà sinh đó, bốn bé 4 tháng mẹ đi xuống, mẹ đi tập gym nè, mẹ đi làm đẹp nè, mẹ đi cho mẹ đi nguyên một ngày luôn. Mình thì sợ bệnh nè, bệnh đi uống thuốc nó nắng nè, rồi vô bác sĩ nó chích đau nè, rồi tốn tiền con cái nè, tập thể dục mình khỏe. Khỏe đúng rồi, rồi còn làm đẹp để làm gì? Làm đẹp chứ, ta ngắm, ta nói ồ bữa nay sẽ thấy đẹp. Con nói về mẹ hơi nhiều rồi này, mẹ có điều gì mà chưa hài lòng ở con không? Thì họ không có phải, có gì tâm sự với mẹ đi, hai mẹ con mình, con nghĩ là con như con gái mẹ đi. Mẹ muốn á, là con về nhà mẹ là phải vui, chứ mẹ không muốn con khóc. Mà mẹ cũng không muốn hai vợ chồng con cả giả là kêu mày, tao này cái nọ, mẹ cũng muốn nữa. Chẳng thà thôi con đừng khóc nữa, con khóc mẹ đau lòng lắm, con đừng khóc. Bây giờ coi để coi chồng em nói gì nha. Mẹ ơi, mong mẹ bớt đi chơi cà phê hay làm đẹp với bạn lại. Vì với con và gia đình, mẹ đã đẹp lắm rồi. Mẹ hãy dành thời gian nhiều hơn cho gia đình mình và chỉ dạy cho con dâu biết nấu ăn, làm việc nhà. Vì mẹ cũng lớn tuổi rồi, cũng cần có người phụ mẹ chia sẻ bớt những gì trong cuộc sống. Còn vợ ơi, em cũng nên gần gũi với mẹ nhiều hơn, theo mẹ học cách nấu ăn, học cách quán xuyến gia đình. Nhiều lúc em thấy mẹ buồn và vợ cũng buồn, chắc là có chuyện gì đó nên hai người chưa hiểu nhau. Mong hai người sẽ nói rõ những gì khúc mắc với nhau và sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Mong gia đình mình luôn vui vẻ và hạnh phúc. Giờ đi làm có nhiêu tiền á, đi làm đi đẹp, làm đẹp đi, lúc trước em còn đẹp mà cái khuôn mặt đó, nó có phúc hậu đó anh Linh. Cái lên chị bạn chơi bà rủ đi sửa mũi giờ mặt nó không có phúc hậu chỗ nào, lát em đi lấy ra. Dạ thôi đừng có làm đẹp làm bị ghiền á cô. Mẹ chồng rất thoải mái, thậm chí cứ nói thoải mái đi. Mẹ giận chút rồi mẹ cũng hết à. Rồi, cảm ơn mẹ chồng nàng dâu hôm nay rất là nhiều. Mẹ đó. Cưng con, mẹ hung con cứ cho mẹ hung chứ con đừng rồi, đó. Cưng dữ lắm luôn. Về cho miếng đất là khác liền. Rồi. Thông qua chương trình thì con có món quà nhỏ dành tặng mẹ. Con tặng đi con. Hoa này con tự làm. Trời ơi, nó hoa tự làm đẹp không hả mấy chị ha, mấy anh ha. Quá trời đẹp luôn á, trời ơi. Cưng quá à, trời ơi, dâu của mẹ cưng, cưng lắm. Bây giờ chia sẻ cho mọi người biết món quà con dâu mình tặng là gì nè. Nước hoa. Trời, mẹ mê nước hoa nữa. Tại con mẹ trời con ơi, thích. Mẹ ơi, có vàng nữa mẹ ơi. Với cái son, son. Nước hoa son với cái đồng hồ. Bây giờ ra ấy son cho mẹ đi nè. Đây. Trời ơi. Chiếc đồng hồ vàng. Mẹ ha. Đeo đồng hồ cho quá mẹ. Quá hạnh phúc luôn bà ơi. Xịt cho mẹ miếng dầu thơm. Xịt dầu thơm luôn, làm láng luôn đi con hả mấy anh mấy chị ha. Đây đeo đồng hồ cho mẹ luôn. Đeo luôn đi, hai tay hai cái đồng hồ luôn. Trời ơi, giờ hạnh phúc quá. Con dâu có hiếu quá. Mẹ chồng thêm miếng đất nữa nha, hai miếng. Ừ, hai miếng luôn. Mẹ cảm ơn con nghe dâu. Trời ơi, hung nữa thấy chưa. Đừng có né nữa nha. Không có né nữa nha. Thì miếng ngày mai cũng được nữa. Vậy hả? Nha. Rồi chương trình hấp hôn nữa. Vậy hả?